Có một số anh chị thắc mắc là cá trồng như thế nào, quay theo hướng nào và trồng bằng giá thể gì. Bữa nay Nguyên giải đáp thắc mắc cho mấy anh chị em mình nha. Ngày xưa thì các thầy hay chỉ bảo mình đó là trồng ở ngoài mép chậu, canh sao cho cái giả hành nó đi vào bên trong. Nhưng mà bây giờ mình trồng theo kiểu công nghiệp, mình cứ quýnh ở giữa chậu cho Nguyên. Tại vì phân biệt thì cũng hơi khó, cho nên mình cứ trồng vào giữa chậu, khỏi phải lăn tăn xoay ở hướng nào. Nhiều khi mình không biết xem hướng thì có thể là nó sẽ mọc ra ngoài chậu, mất công mình trở lại, cho nên cứ ở giữa chậu mình trồng. Về giá thể thì miền Nam mình Nguyên thấy là trồng bằng than hoặc là vỏ thông là đẹp nhất, nó bền cây nữa. Mấy anh chị em mình bắt chước Thái trồng bằng sơ dừa, Nguyên thấy trồng khoảng một thời gian như là khoảng một năm á là mình phải thay giá thể, còn không thay giá thể là sơ dừa nó bị mục hết trơn à. Nên nếu mà về nhà chơi lâu dài thì mình nên trồng bằng vỏ thông hoặc là than củi là đẹp nhất. Còn cây giống thì size cỡ này phải trồng là 1 năm đến 1 năm rưỡi cho những cây hoa đại, còn nếu mà hoa mini thì khoảng tầm 6-8 tháng là có hoa, có dòng mini thì về có thể có hoa liền. Vậy theo cách mình chăm bón nha.